Kính thưa đại chúng, ở trong nhân gian có kể một câu chuyện là ngày xưa có một anh đó, anh rất giàu, anh làm bạn với một người rất nghèo. Thì cái anh nhà giàu này á, thì càng ngày càng giàu thêm, còn cái anh nhà nghèo á, thì dù được bạn giúp đỡ rất nhiều nhưng anh vẫn nghèo. Anh thường ấy hát cái bài "Khi tôi sanh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo". Anh hay ca bài đó lắm. Thì một hôm á, do một trận bão lụt, cả hai cùng chết. Vì khi hai người chết đi xuống với Diêm Vương thì cần phải phán xét coi ai tội nặng tội nhẹ để mà được đi đầu thai. Thì khi mà Diêm Vương mở sổ tội phước ra đó thì thấy cả hai đều sống rất đàng hoàng, có nhiều công đức, cho nên khó mà phân định đi đâu. Thì cả hai đều được đi cõi lành. Nhưng cái anh nhà nghèo, anh thiếu nợ cái anh nhà giàu nhiều lắm. Bởi vì lúc còn sống là chịu ơn của cái người nhà giàu. Cho nên Diêm Vương mới nói bây giờ ngươi thiếu nợ bạn ngươi nhiều quá thì ngươi phải trả. Thì Diêm Vương mới nghĩ một cách nào trả cho nó trọn vẹn. Thì nghĩ tới nghĩ lui nó thôi bây giờ ta bắt cái anh nhà nghèo làm con chó, làm con trâu hay làm con bò gì đó để trả nợ cho cái anh nhà giàu. Nhưng mà anh nhà giàu vì thương bạn nói dạ không được đâu. Làm chó thì sống nhiều lắm là 12 năm, trả như vậy không đủ. Mà nếu mà trả mà không đủ thì lại tiếp tục làm chó trả nữa sao? Con thương bạn, con chỉ muốn bạn con trả một đời một kiếp là cho xong cho rồi, chứ trả nhiều kiếp tội bạn con lắm. Ông Diêm Vương mới nói trời ơi, you give me hard time. Cho tôi nghĩa là nhức đầu quá. Thì Diêm Vương đi tới đi lui suy nghĩ hoài không có ra. Thì cuối cùng cái anh nhà giàu anh nảy ra một ý. Anh nói dạ bẩm Diêm Vương, con nghĩ ra một cách. Thôi Diêm Vương cho bạn con á, đầu thai làm cha hay là mẹ con đi. Ông Diêm Vương ổng nghe ổng muốn rớt xuống giường xuống cái ngai cho rồi. Ổng nói lần đầu tiên ta nghe một cái sự trả nợ kỳ cục. Ngươi là cái người thiếu nợ, lẽ ra ngươi phải làm tôi làm mọi làm con để ngươi trả chứ, tại sao bắt làm cha làm mẹ ngươi? Như vậy là đâu phải gọi là trả. Anh này ông nói ấy, Diêm Vương nghĩ không thấu, để con giải thích cho Diêm Vương nghe. Nghĩa là làm bạn á, mà có trả đi nữa đó, xong rồi cũng đi về nhà. Mà làm toi làm mọi đi nữa cũng hết giờ nghỉ. Chỉ có làm cha làm mẹ con mới trả hoài trả không dứt. Phải vậy không? Trả hoài trả không dứt. Ông Diêm Vương suy nghĩ kỹ, nói thằng này có vậy mà thông minh. Ông nói được rồi, thôi ta cho nó làm cha làm mẹ ngươi. Nhưng mà trước khi cho làm cha làm mẹ, Diêm Vương mới nghĩ đúng nha. Chỉ có khi nào làm cha làm mẹ mới đầy đủ chính cái chữ gọi là cù lao chính chữ. Cù lao chính chữ là gì? Có nghĩa là sinh nè, cúc nè, xúc nè, dục nè, cố nè, vũ nè, phúc, phục, trưởng, chính chữ. Cho nên Việt Nam mình hay nói đó, đội ơn chính chữ cù lao, thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình. Chỉ có chính chữ đó và cha mẹ phải trả hoài trả không hết. Nhưng Diêm Vương trước khi cho làm cha làm mẹ, Diêm Vương phán một câu nữa: mặc dù cha mẹ trả cho mình chính chữ đó, nhưng bổn phận làm con cũng phải tạo một chút nào đó để đền đáp lại chính chữ đó. Còn không á, thì cứ vòng vòng trả hoài trả không dứt. Cha mẹ trả cho con đòi quá, over, dư, kiếp sau trở lên trả nữa. Như vậy trả hoài không dứt. Chi bằng đời này cha mẹ trọn vẹn chính chữ đó cho mình thì mình cũng phải suy tư và tìm cách đền đáp một phần nào cho chính chữ đó. Như vậy mới gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Chính chữ đó là gì? Thứ nhất là sinh. Sinh là sao? 9 tháng cưu mang. Mình gọi cho đủ là phải 9 tháng
10 ngày. Trong kinh Vu Lan có câu đó: mẹ sanh con cu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Cách đây 3 ngày có một Phật tử gọi tới cho Pháp Hòa, nói thưa thầy, con có đứa con gái, nó lớn lên ở nước ngoài, bây giờ nó mới có mang à, mà thỉnh thoảng con nghe thầy giảng cách dưỡng thai hay quá, cho nên con yêu cầu thầy bữa nào thầy giảng một bài cách nào để nuôi con từ trong bụng bằng tiếng Anh, để cho con của con nghe và nó biết cách dưỡng thai. Pháp Hòa hỏi chừng nào sanh, để mình tranh thủ mình dưỡng chứ. Thì cô mới nói dạ năm tới, Pháp Hòa có hứa là từ đây trong vài 1-2 tháng gì đó Pháp Hòa sẽ tranh thủ nói một cái bài tiếng Anh, cái cách mình nuôi dưỡng đứa con từ trong bụng. Mà trong kinh Vu Lan, mà cái phẩm báo hiếu phụ mẫu đó, kinh báo hiếu phụ mẫu nói rất rõ, phải không? 10 cái ân đức của cha mẹ, 10 ân đức của người mẹ khi mà sanh con. Trong đó cái mà nói theo nhân gian á, là người mẹ có cái công sinh mình 10 tháng, gọi là 9 tháng 10 ngày, mà nói cho nói chẳng là nói 10 tháng đó, có nhiều người con ở lâu hơn nữa, giống như ai hà? Na Tra ở tới 3 năm nữa. Ở bụng mẹ 3 năm. Cái chuyện đó là đúng là chuyện phong thần, phải không? Cho nên chuyện gì bây giờ khó tin, nó chuyện phong thần. Thì mình nói gần đi, 9 tháng 10 ngày, mẹ sanh con cứ mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Đó là cái công thứ nhất của người mẹ là sinh. Nhưng mà sinh ra rồi, mà mẹ đâu phải đợi sinh mình ra rồi mới thương đâu. Mẹ thương con từ lúc chữa chào đời. Mà khi cái ngày mà một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời, mẹ một mình chịu khổ. Cho nên người Việt hay có câu đó: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Người đàn ông mà có khổ, lúc nào có người chồng xin, có người vợ kế bên hay có bạn bè, nhưng mà người vợ, đặc biệt là người nữ, khi sanh con thì đau khổ một mình. Nếu mà chồng có thương chị, kể ở kế bên, gọi là an ủi, chứ thật sự tất cả những cái đau đớn đó người nữ phải chịu. Rồi khi mà sanh con ra đó, cái tâm trạng của người mẹ vui buồn lẫn lộn. Tại sao vui buồn lẫn lộn? Bởi vì vui vì con mình đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Khi mà con còn ở trong bụng á, thì mình đi phải đi nhẹ nè, phải không? Ăn không dám quá nóng, không dám quá lạnh, tại vì đứa con nó chịu ảnh hưởng tất cả những gì mà người mẹ đưa vào trong cơ thể. Người mẹ buồn, đứa con nó cũng buồn. Người mẹ vui, đứa con cũng vui. Mà người mẹ giận dữ nhiều, đứa con sanh ra cũng nhiều cái câu có. Thèm, không dám nhịn, phải ăn, tại sợ nữa sanh con ra nó chảy nước miếng. Có phải vậy không? Đó là cái công sinh. Rồi sinh xong rồi làm gì nữa? Gọi là cút. Cút là dưỡng. Cút là nuôi dưỡng từ ở trong bụng. Công sinh, cút, gọi là sinh cút. Cút là mình nuôi dưỡng, nuôi dưỡng từ ở trong bụng. Quý vị biết có nhiều người mới có mang có 1 tháng à, hoặc 2 tháng à, thì tai nạn xảy ra, đứa con không có tụ được. Vậy mà đối với mình nói có 2 tháng thì đâu có gì, nhưng mà mẹ vẫn khóc, khóc dữ lắm. Là vì cái công mình dưỡng nó 2 tháng trời. Cho nên trong kinh Vu Lan nói cái tháng thứ nhì sao? Tháng thứ nhì dường như sữa đặc. Tháng thứ nhất thì như cục huyết
Thứ nhất thì như cột huyết ngưng phải không? Mà sợ tan, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì mới dường như sữa đặc, tháng thứ ba mới như cục huyết ngưng, 4 tháng mới tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng đầu thai đậu tợ xương giống như ngọn cỏ thôi, tan rất là dễ. Mai chiều gìn giữ, sáng chiều phải gìn giữ, sợ nó tan biến bất thường. Cho người mẹ có cái công thứ hai là cúc, sinh cúc. Rồi sau khi mà sanh ra rồi phải làm gì nữa? Phải xúc. Xúc là gì? Là phải bú móm. Ở đây thì có sữa mà cũng không có cần phải bú sữa mẹ nhiều. Ở Việt Nam mình thì đa phần đứa con bú sữa mẹ. Rồi khi mà con ăn á thì mẹ phải móm cho con, mà đâu phải là mút ra cái là đút liền đâu. Phải làm gì? Phải để vô miệng ngậm một hồi, nhai một hồi, đưa cho đứa con. Có một bài thơ mở đầu như thế này: khi con biết đòi ăn, mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Tại vì Việt Nam mình, đứa con ngủ là mình phải ru. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích ru em lắm. Đi tới nhà hàng xóm xin người ta cho con ru em đi. Thành nữ biết nhiều ca dao là vậy. Cứ nghe người ta mà nghe nhà hàng xóm mà buổi trưa mà ru con họ ngủ đó, mình nghe riết mà mình thuộc. Thuộc rồi mà không có chỗ mà đi làm ăn thì buồn lắm. Cho nên cứ đi tới hết nhà này tới nhà kia xin được ru em. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Ở đây á không có hát như vậy thường, nhưng mà thường thường ở đây á là có bedtime reading. Con lên giường ngủ, mẹ cầm một cuốn sách, những cái câu chuyện ngồi kế bên con đọc. Đúng không? Phá Hòa có một chú tiểu 8 tuổi. Ở nhà thì mẹ chú đọc kiểu đó cho chú thường lắm. Thì chú lên chùa chú ở, cái Phá Hòa không có đọc kiểu đó, chú complain. Chú phone về mẹ, chú nói mẹ thầy không có bedtime reading. Mẹ chú nói thầy kiếm giờ mà thầy đọc cho chú nghe. Mà chú vô được mấy tháng mà đọc được 1 lần. Thì chú mới rồi mẹ hỏi vậy chứ bây giờ con có thầy có đọc cho con nghe không? Chú mét chú nói dạ đọc có 1 lần. Nhưng mà may phước bây giờ chú ghiền kiểu khác. Biết ghiền kiểu nào không? Tối đi ngủ mở một cái dĩa MP3 của thầy lên, coi như là bedtime reading, giờ đọc buổi tối. Bây giờ tối nào ngủ cũng mở cái dĩa lên, thầy nói cái gì không biết, nhưng mà cứ lải nhải là chú ngủ thôi. Mà ngày xưa 4 năm chú trước cũng vậy. Cuối tuần thứ 6 mà lên ngủ với thầy, thứ 6, thứ 7 là mở cái dĩa kinh Bách Dụ, một MP3, 15 giờ đồng hồ chú mở sáng đêm. Mà bây giờ lớn rồi mấy chú vẫn nhắc: con nhớ hồi nhỏ con hay nghe băng của thầy giảng kinh Bách Dụ. Sinh cúc xúc, xúc là bú móm. Còn dục là gì? Dục là dạy. Dục là dạy dỗ. Có phải không? Phải dạy chứ. Dạy từ khi mà còn nhỏ. Gặp người lớn phải khoanh tay chào, nói cái gì cũng phải dạ thưa. Cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm. Mà ngày Pháp Hòa nhớ ông bà Việt Nam mình hay dạy: con làm sao làm, đừng có để cho người ta chửi cha chửi mẹ. Không, Việt Nam mình hay nói với mình câu đó lắm. Có nghĩa là con mà ra đường mà con lạng quạng, người ta không có chửi con đâu. Người ta chửi cha chửi mẹ, không có dạy dỗ con cái đàng hoàng. Thành nữa có nhiều khi người ta sanh con mà người ta, có nhiều người ta giận cái đứa nhỏ đó. Ta nói có gì, có cha mẹ, có cha sinh mà không có mẹ dạy là vậy. Chứ người mẹ cũng phải dạy, người cha cũng phải dạy. Trong sách Nho có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã.
Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn, là phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, thương cho cha mẹ sanh mình ra thật là cực khổ. Mà bây giờ muốn bò đền cái ơn đó giống như với trên trời cao, hiệu thiên võng cực, không có với tới. Sanh cúc xúc dục, gọi là cái thứ, cái ơn thứ năm gọi là vũ. Vũ là gì? Vũ là âu yếm. Âu yếm rồi nâng niu rồi vuốt ve. Quý vị có thấy Việt Nam mình ta nựng con người ta không? Trời ơi, nói đớt nghe thấy thương luôn. Trời ơi, cục vàng của mẹ. Có không? À, nói đớt, nói đại với con vậy đó. Đó là âu yếm. Mà mình hình như mình thiếu cái đó, mình thấy nó làm sao ở đâu. Cho đến bây giờ là các chú tiểu mà 17, 18 rồi mà Pháp Hòa vẫn thích mấy chú. Trời, bây giờ chú nào cũng 160 pound, 140 pound, thấy không? Mà ngồi lên Pháp Hòa hay chọc mấy chú đó. Mỗi lần gặp mấy chú kêu my dear, come here, laptop. Quý vị biết ở đây có cái máy vi tính mà gọi là gọn gọn mà xách theo cái laptop. Pháp Hòa hay đùa mà ngồi trên cái laptop gọi là laptop. Rồi mỗi lần mà kêu mấy chú lại là mấy chú ngồi, mà nhất là chú trung hội mà chú ngồi lên cái là nghe đúng là laptop. Chú bây giờ 13 tuổi mà 140 hao. Âu yếm gọi là vũ. Có nhiều khi phải làm gì nữa? Phải ngồi xuống làm con chó, con mèo, con gì đó cho con nó leo lên nó cởi. Rồi nhiều khi phải làm gì nữa? Đưa tóc vô cho nó vò. Có nhiều đứa nó ngủ là nó phải bú. Mà nó mà bú là nó phải, cái tai nó phải măng. Mà có đứa thì nó ghiền cái lỗ tai của ba nó. Cho nên Pháp Hòa tới ngồi chơi, ông nói dạ thưa thầy ngồi chơi một chút, con đi làm nghĩa vụ. Nghĩa vụ gì quý vị biết không? Nằm kế bên nó cho con nó cầm chai sữa, nó bú một vầy rồi cái tai nó để cái lỗ tai ba nó măng vậy. Măng đến khi nào mà nó ngủ mê rộng ra. Có đứa nó ghiền tóc của mẹ nó. Mẹ tới nằm kế bên cho nó lấy, nó cầm cái đuôi tóc nó quằn quằn lỗ tai nó thơm 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 gì đó. Có một bài thơ mà trong đó có Hòa nhớ một câu: sữa có con bú ban đêm thơm mùi tóc mẹ. Tức là lúc đó sữa với tóc mẹ là một. Bú sữa nhưng mà nghe mùi thơm của tóc mẹ. Sinh cúc xúc dục, vũ cố. Cố là gì? Cố là chăm nom thương nhớ, đói hoài tới nó. Có không? Nếu con đi vắng là cha phiền mẹ lo. Hòa thượng Quảng Độ có một bài thơ nhớ mẹ, trong đó có câu: nếu có đi vòng hồ quả đất tròn, người trong con mỏi mòn, chắc cũng không có ai bằng mẹ. Chỉ có khi nào mình đi thì lúc đó cha mẹ mới trông chờ. Có một vị hòa thượng làm một bài thơ như thế này: mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Tại vì mỗi khi mà ngày về thì mẹ luôn luôn trông chờ. Bây giờ mẹ đi rồi thì đâu có ai chờ, đâu ai chờ, đâu ai trông mình nữa. Có thể lâu lâu mình về thăm mẹ, có một củ khoai, chén chè và để trên bàn. Bây giờ mẹ đi rồi thì khoai đâu có nữa, chè cũng đâu có nữa. Cái ơn thứ bảy của mẹ là phúc. Phúc là gì? Là giữ gìn đùm bọc chở che. Mà trong kinh nói đó, điều thứ năm là miễn con sung sướng. À, xin lỗi, điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Phải không? Chỗ nào mà ướt lạnh thì mẹ ngồi, mẹ nằm. Tại vì sao?
Tại vì sợ con ướt áo ướt chăn, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu muôn phần thảm thương. Rồi là cổ phúc. Rồi tới ơn thứ 8 là phục. Phục là gì? Phục là mình khi mình bắt đầu nó lớn chút rồi đó, bây giờ mình phải tùy theo tâm tánh của đứa con mà nuông chiều, mà dạy dỗ. Cho nên có nhiều khi người mà có ba con, bốn con phải biết tánh mỗi đứa một kiểu mà phục nó. Phục này là gì? Là điều phục nó. Điều phục nó bằng cái tình thương của mình, mà qua cái cách là hiểu được tánh con. Không phải là dễ đâu. Người nào mà có con nhiều á, mà muốn phục con, mà muốn điều phục đứa con, không phải là một chuyện dễ. Tại vì mỗi đứa nó một tánh. Cùng một cha một mẹ, cùng anh em với nhau, mà không đứa nào nó giống đứa nào hết. Rồi cái ơn cuối cùng của chính chữ cù lao này là gì? Đó là trưởng. Trưởng là gì? Trưởng này là khi con lớn lên rồi thì bắt đầu mình phải tận tình mình hướng dẫn. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục. Ngày bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là gì? Có nghĩa là tương lai của con ngày một sáng lạng. Thì lúc đó tóc mẹ cũng bắt đầu mấy thứ hả? Mấy thứ? Sai, ba thứ. Tóc đen, tóc trắng, tóc ngứa. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục. Cha mẹ đã trở thành hiển nhiên như trời đất, chứ một mặt trời không thể thiếu trong con. Cha mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng cha mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Khi nào con không còn nghe mẹ hát, là lúc đó áo con cài hoa trắng. Đó là chính chữ cù lao. Sinh cúc xúc dục, vũ cố phúc phục trưởng. Đội ơn chính chữ cù lao. Thương thay, thương cha nhớ mẹ, biết bao nhiêu tình. Thưa đại chúng, ở trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình một cách rất màu nhiệm. Cha mẹ là một, là hai trong những người đó, và còn vô số nữa. Ở Việt Nam có một tác phẩm diễn bằng văn nôm, bằng văn thơ, đó là câu chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Bích Câu á, là một cái địa danh ở ngoài Bắc. Bây giờ Bích Câu được đổi tên là Hà Nội. Ngày xưa Bích Câu là thành phố Hà Nội bây giờ. Bây giờ ở con có một, hiện bây giờ cũng vẫn còn có một con phố tên là Bích Câu. Kỳ ngộ là gì? Kỳ ngộ là một cái sự hội ngộ rất kỳ diệu. Cái tác phẩm này nói lên một anh chàng sinh viên tên là Trần Tú Uyên đã gặp một người đẹp ở tại cái nơi địa danh tên là Bích Câu, cho nên chúng ta gọi là Bích Câu Kỳ Ngộ. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy rằng chúng ta gặp nhau cũng nhiều kỳ ngộ lắm, phải không? Mình có thể đặt Bích Câu Kỳ Ngộ, và mình có thể đặt rất nhiều những kỳ ngộ. Mà bây giờ tinh tấn, gọi là tân tiến hơn nữa, có một cái kỳ ngộ, biết quý vị ngộ ở đâu không? Ngộ trên Internet. Bây giờ người ta làm bạn với nhau trên Internet nhiều lắm, thành thử mình có thể đặt là Internet Kỳ Ngộ. Bần Tăng cũng có kỳ ngộ với chùa Hải Đức. Có một hôm chú Nguyên Thạnh, chú lên chùa Trúc Lâm, Edmonton. Chú vô chú xin lễ thành hôn cho người con trai của chú với một em Phật tử ở tại Edmonton.
Và xin quý thầy tổ chức, được phép tổ chức cái lễ cưới theo tinh thần đạo Phật tại chùa. Thì khi chú đến xong rồi chú mới nói: trời ơi, quý thầy trên này đầy đủ quá, Phật tử trên này hạnh phúc quá, chúng con ở dưới kia thiếu thầy. Để con về con phải cho ban trị sự biết, để rồi sau này có những cái dịp lễ thỉnh quý thầy về hướng dẫn cho chúng con. Thành thử cái kỳ ngộ của Pháp Hòa là kỳ ngộ ở Trúc Lâm. Rồi nhờ cái nhịp cầu của Nguyên Thạnh đưa vào đường chỉ lối cho Bần Tăng về đây. Mà giờ kỳ ngộ được mấy năm rồi ha? 6 năm rồi phải không? Phải không? 6 năm. Thành thử ra mình mà suy nghĩ kỹ, quý vị ngồi mà kiểm lại, quý vị quen cái người chồng của mình hồi xưa là bạn trai của mình ở đâu, thì nơi đó là kỳ ngộ. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra trong cuộc đời mình á, mình gặp người nào mà mình kết cái người đó, thì người đó là một cái sự kỳ ngộ đối với mình. Anh chàng sinh viên này tên là Tú Uyên, họ Trần, tên là Trần Tú Uyên. Cha mẹ mất sớm. Thì anh đến cái khu phố Bích Câu đó, anh cất lên một cái chòi để anh ở đó hàng ngày, anh làm văn, viết thơ. Anh làm thơ hay lắm. Thì một hôm anh đến chùa, anh dự cái lễ, coi người ta làm một cái buổi lễ. Thì trong khi mà đi dạo xung quanh cảnh chùa đó, thì bất chợt anh gặp một cô tố nữ. Tố nữ đó là một người đẹp phớt ngang qua. Và kể từ đó, và ngay cái giờ phút đó anh rượt theo cái cô đó, nhưng mà ra tới đầu đình thì cô đã mất tiêu rồi. Hình như cuộc đời của mình nó có nhiều người mình chỉ gặp có một lần rồi không bao giờ gặp nữa, mình nhớ họ dài hơn. Người thoáng qua đời tôi. Nó có cái bài hát gì trong đó có một câu: khi em thoáng qua đời tôi. Hình như cái thoáng nó nhớ dai hơn. Tại vì sao biết không? Tại vì cái thoáng lúc nào nó cũng đẹp hơn cái kỹ. Cái thoáng lúc nào cũng đẹp hơn nhìn kỹ. Thật là cái cô thiếu nữ này thoáng qua và anh rượt theo thì mất tiêu. Chỉ có vậy thôi đó mà anh về anh ốm tương tư. Ốm này không có nghĩa là ốm nhôm, ốm nhách đâu nha. Ốm này là bệnh. Bệnh tương tư. Thì khi mà anh tương tư như vậy đó, thì cũng có nhiều người bạn biết chuyện cho nên khuyên anh, nhưng anh không có nghe. Nhưng mà vì cái tâm thành của anh luôn luôn nhớ đến cô thiếu nữ này, cho nên một hôm anh nằm chiêm bao, anh thấy có một vị thần về bảo là: ngày mai sáng thật là sớm, con nhớ đi ra ở cái làng phía đông gọi là Cầu Đông, thì con sẽ được cái nhân duyên đặc biệt. Thì anh đến đó và anh đi tới đi lui từ sáng tới chiều, anh không thấy ai hết. Thì anh quay bước trở về thì bất chợt anh nhìn ở bên đường có một quán sách, trong đó có treo những bức tranh để bán. Và bức tranh đó là bức tranh của một cô thiếu nữ rất đẹp, và đúng như cái dáng mà anh đã gặp ở cái chùa ngày hôm trước. Anh mót hết tiền sinh viên của anh ra, student loan, anh mua được bức tranh đó. Anh đem về anh treo lên. Anh treo bức tranh lên và mỗi ngày anh sinh hoạt với bức tranh đó. Đời sinh viên mà ai nấu cho ăn? Toàn là pizza nè, sandwich nè, và đặc biệt là mì gói. Ngày nào anh cũng nấu 2 tô mì gói ra. Anh để trước mặt bức tranh đó một bát mì, ăn một bát mì, và anh vừa ăn anh vừa nói chuyện. Nghĩa là mỗi ngày anh đi học về, anh ăn mì, anh nói chuyện, anh sinh hoạt giống như là trong nhà có 2 người. Nếu mà có mình ở đó chắc mình nói anh này mắt đằng dưới. Tự nhiên nói chuyện một mình, nói chuyện với bức tranh. Và chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng làm như vậy. Gặp nhau nói không có được, phải không? Khi gặp nhau là nói không có nên lời, nghẹn.
Nhưng mà bắt đầu nói bằng cách nào biết không? Nếu mà thương quá thì cầm hình ra. Sao vậy? Sao nỡ lòng nào đối tôi như vậy? Tôi nhìn anh cũng sáng sủa lắm mà, sao anh nỡ phụ tình tôi? Rồi bắt đầu cầm bức hình nó ôm vô trái tim cái. Mình nói với bức hình dễ hơn là mình nói với một người thật. Quý vị có thấy điều đó không? Chúng ta đã từng sống như vậy chưa? Có nhiều khi mình giận lắm, mình nói với cái người đó mà nó không có mặt. Những cái conversation, những cái sự nói chuyện mình muốn đối đáp với người đó làm sao là mình nói trong khi mình nằm ngủ. Hoặc là trong lúc mình ngồi, mình nhìn trời, nhìn đất, mình nhớ cái người đó, mình nói tại sao? Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Sên là gì? Sên là cái con sên nó cong cong vậy nè, nó giống như những cái dấu hỏi vậy đó. Cho nên đó, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Chúng ta có như vậy không? Có chứ. Có nhiều khi gặp mặt nói không được mà viết giấy không à. Bây giờ hay hơn nữa là email. Bây giờ hay hơn nữa là gì biết không? Text chat. Trời ơi, Pháp Hòa thấy mấy đứa nó làm hay lắm. Nó cầm cái cell phone chút xíu bụp 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 là bên kia nhận được cái tin của nó. Nó kêu là tin nhắn. Mà mình làm không có được. Vậy mình không có luyện cái đó. Rồi mấy đứa nó là bây giờ nó thiền cái đó dữ lắm. Nó concentrate, nó thiền định cái đó lắm. Cho nên mà nhiều khi nó nói chuyện với Pháp Hòa mà nó cầm nó bụp 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 vậy nè. Hỏi con đang làm gì? Nó con đang chat với bạn. Quý vị thấy không? Thì cái anh Tú Uyên này, anh cũng đã làm như vậy. Một hôm anh đi học, về tới nhà thì anh thấy rằng trong nhà của anh được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đâu vào đó hết. Và đồng thời trên bàn có hai tô mì khô. Bây giờ không phải là mì gói nữa, mì tươi luộc đàng hoàng, mà luộc rất ngon. Quý vị biết luộc mì tươi không? Luộc mì tươi mà muốn cho giòn cho ngon là nước sôi rồi để mì tươi vô. Sôi một dạo rồi vớt lên, xả nước lạnh, xong nhúng vô cái nồi nước nóng đó hồi nãy là mì giòn. Còn mà luộc mà để cho nó nhừ tử tương rồi đem ra rồi cái ăn mềm rụi không ngon. Muốn luộc mì cho ngon là phải luộc như vậy. À, phải luộc xong rồi xả nước lạnh, rồi nhúng vô nước sôi trở lại mì giòn. Cái cô này cổ luộc mì kiểu đó. Cho nên cái anh chàng này anh ăn cái tô mì vô là anh thấy wonderful. Màu nhiệm quá. Anh mới thấy rằng nhà mình không có người mà tại sao kỳ như vậy. Thì ngày hôm sau anh giả bộ anh đi ra đi học. Trễ xa bus rồi nhưng mà phải chịu thôi. Đứng lại coi ai đã đi vào nhà dọn dẹp cho mình, ai đã yêu thầm nhớ trộm mình đến thế. Thì anh rình ở trong cửa thì anh mới thấy rằng một cô thiếu nữ thật đẹp từ ở trong bức tranh đó bước ra làm cái việc đó. Thì khi mà cô thiếu nữ đó bước ra khỏi bức tranh rồi thì anh dọn dẹp. Thì trong khi cô này đang lay hoay dọn dẹp thì anh đứng chần chừ trước mặt. Và cô này xoay qua thì gặp anh, cô giật mình. Bây giờ không có thể biến được nữa, thần thông mất hết rồi. Cho nên quý vị nhớ không, người xưa có câu đó, nghĩa là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nghĩa là biết bao nhiêu anh hùng có thể thắng bao nhiêu trận trên chiến trường, nhưng mà chỉ một sợi tóc nhỏ của một cô thiếu nữ cũng có thể cột chân được anh hùng. Và cái cô này, anh này khi mà chạm với nhau rồi, nó kêu là gì biết không? Dị tính nó tương hấp. Hai cái tính nam tính nữ nó là dị tính, nhưng mà nó thường hay hấp với nhau. Dị tính tương hấp. Thì hai cái tính, thì hai cái người này gặp nhau như vậy rồi thì fall in love, rơi vào lưới tình. Thì cô này thần thông là vậy đó, thần thông là mình bay. Nhưng mà khi mà gặp cái người mình thương là mất thần thông. Ở trong kinh diễn tả có nhiều vị chư thiên bay đi ngang cõi Ta Bà mà gặp các cô mà đang đang cười giỡn ở dưới này, mà phóng tâm một chút thôi là tự nhiên dây thần thông đứt rớt lộp độp làm phòng vua hết.
Thật ra mình cũng có thần thông tự tại, phải không? Nhưng mà rồi khi mình gặp một cái gì đó, mình mất dây thần thông. Thì khi mà cái cô này gặp cái anh chàng này rồi thì không đi đâu được nữa hết. Thì anh này mới điều tra lý lịch thì mới biết, và cô này tự xưng là em tên là Giáng Kiều. Kiều là đẹp, Giáng là đi xuống, một người đẹp đi xuống từ bức tranh. Và cô nói rằng em là một tiên nữ ở cõi tiên, nhưng mà tại vì có nhân duyên với anh cho nên xuống đây. Và hai người đã làm bạn với nhau, tìm hiểu với nhau, và cuối cùng làm vợ làm chồng, sống hạnh phúc được 3 năm. Bắt đầu năm thứ 4 thì Tú Uyên bắt đầu sanh tật. Đi học về không có chịu đi về nhà, ghé vô uống cà phê, hết cà phê rồi ghé quán rượu. Mà nhậu với người ta đó chỉ có vài cái chỉ có hai cái xị đế thôi, chỉ có một cái dĩa đậu phộng chút xíu thôi, mà nhậu suốt cả hết chai này tới chai kia. Tại vì mấy ông nhậu mà tới cái mức độ thâm hậu rồi đó, chỉ cần rượu nhiều hơn mồi. Con hột đậu phộng bỏ miệng nhai lép nhép vậy mà uống tới mấy cốc. Tú Uyên này bây giờ bị cái bệnh đó. Mà khi về tới nhà mà vợ mà nói một hai câu là bắt đầu anh làm vũ sư đánh vợ. Khổ quá. Thì cô này bắt đầu khóc. Giống như Kinh Vu Lan diễn tả, phải không? Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Khi đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục song thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau. Chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thế. Nếu cha mẹ mà la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Chồng mà giận cha giận mẹ thì xách giỏ đi được, tại có nhà chồng. Nhưng mà về ở với chồng rồi thì giờ có đánh cũng chịu, chứ xách giỏ đi đâu, tại sợ cha mẹ biết. Cho nên chịu đó, người ta kêu là chịu đấm ăn xôi. Mà đằng này không có xôi ăn đấm không. Thì anh chàng Tú Uyên bắt đầu đánh vào. Và cuối cùng cô này than: trời ơi, tôi mà biết cái cảnh này đó nghe, tôi chẳng hề có chồng. Ở đây có ai làm Giáng Kiều kiểu đó không? Có ai than kiểu đó không? Có nhiều anh chàng lên chùa nói với bà: thầy, con mà biết bây giờ con khổ kiểu này, hồi đó con theo thầy cho rồi. Mà hồi lúc mà mình đang dụ theo á, thì nói dạ không được, con không có thể theo thầy được. Nhưng mà khi khổ quá rồi bắt đầu muốn theo thầy. Khi mà cô này, một hôm anh đang uống rượu say, và sau một cái trận hành sách cô này rồi thì Giáng Kiều xách gói ra đi. Giáng Kiều xách gói ra đi thì khi anh này tỉnh rượu đó, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Thì lúc đó Tú Uyên hối hận. Tú Uyên mới hát: đừng bỏ anh một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm em ơi. Mà hồi trước khi mà Tú Uyên mà đi ra mà dắt cái áo lên vai mà đi uống rượu đó, thì Giáng Kiều rượt theo hát câu đó, phải không? Nhưng mà ảnh cứ làm sao, ảnh cứ vẫn làm ngơ, không có ngó tới. Khi mà hối hận rồi thì anh thấy rằng cuộc sống khổ quá. Bây giờ là phải đi nấu mì ăn, mà bây giờ cũng không còn tiền để order pizza nữa. Không có còn tiền để mà đặt mấy món ăn gì nữa hết trơn. Thì cuối cùng anh mới quyết định là thôi bây giờ mình tự vận chết.
Thì trong khi mà anh chàng sắp sửa tự vẫn á, thì Giáng Kiều xuất hiện trở lại và đem những cái lời nhắc nhở khuyên lơn, thì hai người sống trở lại với nhau. Và lúc này hai người có được một người con trai, đặt tên là Chân Nhi. Chân là gì? Chân là chân thật, Nhi là đứa con. Đứa con này bây giờ nó kết tụ bởi cái tình yêu chân thật, cho nên gọi là Chân Nhi. Và hai người đã dạy cho Chân Nhi tu hành, và hai người Giáng Kiều đã dạy cho Tú Uyên tu hành, tu tiên. Cho nên một ngày nọ, hai người cởi hạt trở về trời, và để Chân Nhi ở lại sống một đời sống nhân gian, làm thiện tích phước. Đó là một câu chuyện Việt Nam, nói về một anh chàng sinh viên đã được một cô Giáng Kiều bước ra bức tranh, nâng niu và chăm sóc, nhưng anh không biết trân quý, anh đã để mất. Bây giờ chúng ta nghiệm trong cuộc đời mình, chúng ta có những Giáng Kiều đã xuất hiện không? Có không? Có chứ. Vợ mình là một Giáng Kiều, chồng mình là Giáng Kiều, con mình là Giáng Kiều, thầy mình là Giáng Kiều, đệ tử mình là Giáng Kiều. Và người nào xuất hiện trong cuộc đời mình, chăm sóc cho mình, đỡ đần cho mình, lo lắng cho mình, vui buồn cộng hưởng với mình, đó là một Giáng Kiều. Nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta ỷ lại người đó thương mình, cho nên mình nói rất nhiều những câu nói để đau lòng người đó. Mình làm rất nhiều những việc để cho người đó bị tổn thương. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, một con người dù họ có sắt đá, họ có cứng đến đâu, thì khi mà họ bị mình nung đốt bởi cái lửa sân hận của mình mỗi ngày, thì cuối cùng họ cũng phải mềm ra. Mềm đây là gì? Họ chịu hết nổi, họ hết xíu quách. Mà nói theo bác sò đó, vỏ sò tuy cứng như trái, nhưng mà bây giờ như trái dưa gan, chín hột nứt da còn gì ăn nữa. Mình có một người chồng, cha mẹ của chồng hay là cha mẹ của vợ là Giáng Kiều. Tại vì nếu không có hai người đó thì làm gì có một người chồng để mình gọi là mình ưng thuận cái người đó mình làm chồng. Mình có một người vợ mà không có cha mẹ vợ thì làm gì có vợ cho mình. Vậy mà mình sống mình chỉ biết có mình thôi, mà không biết có những Giáng Kiều khác, không được. Sống như vậy là chúng ta sống trong ích kỷ. Mà sống ích kỷ thì đó là tâm của Thanh Đề. Mà sống cởi mở là tâm của Tiên Cảnh. Thật ra mình muốn lấy một người chồng bất hiếu không? Mình cũng muốn lấy một người vợ bất hiếu không? Nếu mà vợ mà đối xử với cha mẹ vợ tệ bạc thì mình là chồng, mình nghĩ sao về người vợ đó? Ngược lại, nếu người chồng mà bỏ bê cha mẹ ruột thì mình là vợ, mình nghĩ sao về người chồng này? Cho nên nếu mà người kia có hiếu thảo với cha mẹ thì chúng ta cũng phải đồng lòng. Nhưng cái người hiếu đó phải có trí tuệ, chứ không phải hiếu rồi là mù mắt, rồi cha mẹ biểu gì nghe nấy. Có thậm chí biểu bỏ vợ cũng bỏ không được. Mình phải có trí tuệ, tức là luôn luôn lúc nào sao, như nãy Pháp Hòa nói đó, mặc dù cha mẹ có ơn với mình nhưng mà mình phải làm sao nữa, mình cũng phải biết nghĩ lại. Mình làm con mà biết nghĩ tới cha mẹ, cha mẹ nghĩ tới mình cũng như vậy. Dĩ nhiên con là phải hiếu thảo, nhưng mình làm con mình hiếu thảo cho thông minh, mình hiếu thảo cho có trí tuệ, chứ không phải rồi nhắm mắt nhắm mũi lăn xả vào đó. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, chúng ta có rất nhiều Giáng Kiều đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy không, là một người tu, mà người tu á, cái hạnh, cái đời sống người tu là gì? Là tu sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp nơi nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận.
không có nhà riêng, nhưng mà đến đâu cũng có giáng kiều mời ăn hết. Như ngày hôm qua, lần nào về chùa Hải Đức cũng rất nhiều giáng kiều xuất hiện. Giáng kiều xuất hiện tận phi trường, giáng kiều đưa về chùa, giáng kiều lo cho ăn. Mà không phải ăn không, mà lo cho uống nữa. Mà không phải uống một thứ nữa, uống nhiều thứ nữa. Mà ở đây có giáng kiều Minh Đức. Trời mùa đông là giáng kiều cứ cho một ly nước lạnh, nước đá. Thật sự mình có rất nhiều giáng kiều, mà mình có biết nuôi dưỡng giáng kiều đó. Con ly dị chồng, đi làm để nuôi con nên không giữ con gái bên cạnh, vì con gái con luôn nuôi lòng oán hận con vì không gần gũi nó. Cho tới nay tình thương con dành cho nó luôn cho là con có tính toán. Giờ con phải làm sao? Nếu mà mình thương con mà con nó vẫn hiểu lầm mình thương nó vì mình tính toán, thì cái vấn đề ở đây là vì con nó không hiểu. Và mình cũng nhìn lại cái cách thương của mình, coi coi có đúng như là nó nghĩ không. Mà nếu không đúng như nó nghĩ thì mình vẫn cứ thương. Bởi vì nếu mình dừng thương là mình trả lời cho nó biết là cái nó nghĩ là đúng. Tình thương của người mẹ là unconditional love. Con có thể bỏ cha bỏ mẹ, hiểu lầm cha hiểu lầm mẹ bất cứ hình thức nào, nhưng mà mẹ cha không bao giờ bỏ con. Cho nên con mà nó trách mình cũng có một phần là bởi vì lúc mình nó còn nhỏ mình không cận nó, thì cái chuyện hiểu lầm nó đã bắt đầu từ đó rồi. Dài cho tới bây giờ mình lo bù đắp thì nó lại nghĩ rằng mình có tính toán. Chuyện đó là phải chấp nhận thôi, không thể được. Nhưng mà nếu mình dừng lại, mình nói thôi bây giờ mình thương mà nó không nhận thì tôi sẽ dừng, thì nó xác định xí điều tôi nói là đúng. Cho nên để trả lời cho con biết thì mình cứ thương nó mặc dù nó không hề đón nhận gì với mình. Có một cặp vợ chồng đi làm suốt luôn, không lo cho con cái, đưa con gửi nhà người khác giống như babysit. Một tuần lễ 6 ngày và một tuần nó chỉ ngủ với ba mẹ có một đêm đúng, đó là tối chủ nhật, tối thứ bảy. Chiều chủ nhật là chở nó lại trả cho cái nhà babysit đó để sáng thứ hai tiếp tục đi làm. Lớn lên nó học tới bác sĩ, nhưng mà một năm 12 tháng nó không hề bước về nhà thăm và không có một cú điện thoại thăm. Thì khi ông bà buồn quá gọi cho nó, con ơi sao lâu quá con không gọi mẹ, nó trả lời hồi nhỏ mẹ có gọi con đâu. Hai vị buồn lắm mới khóc và nói với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói cái thật sự cũng khó trách nó, bởi vì cái này là cái mà mình đã tạo cho nó mà, từ lúc nhỏ mà. Phải chi hồi xưa mình không gần nó, mà ít nhất mỗi ngày mình gọi nó, con làm cái gì, con ăn chưa, con đã, mình vẫn nói chuyện với nó, mình vẫn in touch với nó qua phone, mặc dù mình không thể gặp nó trực tiếp. At least mình cũng nuôi dưỡng nó indirectly. Còn cái này là hoàn toàn totally không có in touch, thì làm sao mà mình trách nó được, phải không? Bây giờ đây là giờ lúc mà quý vị bù đắp lại là cứ gọi nó đi. Cứ gọi nó mặc dù nó không làm, nó không gọi mình, hoặc là nó khó chịu với mình. Nhưng mà nếu mà mình give up nữa thì coi như là mình bị thiếu cái phần mình. Quý vị hiểu được cái điều mà nói vậy. Thành ra ở đây á, cái gì nó cũng có cái nguyên do, chứ không phải khi khổng khi không cả. Thôi thì bây giờ cái câu hỏi này và những câu chuyện khác như là một tiếng chuông cho tất cả những vị khác, để các vị quan tâm một chút trong cái vấn đề con cái gia đình của mình. Không phải con mà đâu, vợ chồng cũng vậy thôi. Thí dụ nha, hai vợ chồng dẫn nhau đi chơi, lên tới cái chỗ đi chơi gặp bạn, chồng ké vô đó ngồi nói chuyện, bỏ vợ 2-3 tiếng đồng hồ, lát trở lại có cổ buồn không cho biết.
Nhiều khi cổ tưởng đâu anh quên tôi luôn rồi chứ. Làm sao không có những câu nói như vậy được. Đó, vợ chồng người lớn hiểu biết rồi mà đôi khi còn hờn trách nhau những cái chuyện như vậy. Rồi cha, rồi thậm chí mà mình đi đâu về, mình mua cái gì cho người đó mà mình quên cho người, cho cái người kia, mặc dù người chẳng cần, nhưng mà trên nguyên tắc là vẫn hờn như thường. Thôi được rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần gì đâu. Chúng sanh là sống bằng tự ái tự cao mà. Thật sự là bởi vậy cho nên mình sống với cái đó nhiều, còn sống cái cảm thông nó ít lắm. Cho quý vị mới thấy là cuộc đời này là sỏi đá nhiều hay hột xoàn nhiều. Sỏi đá nhiều nghĩa là phiền não và trách móc và hờn mát và tự ái nhiều lắm. Hồi xưa Pháp Hòa sống chung mấy cô già Pháp Hòa biết mà. Đi chợ mà mua chuối cho cô này, tại cô này bị dọp bẻ thích ăn chuối, mà quên mua bánh mì cô kia cái là buồn. Cho nên lúc nào sắm cái gì cũng sắm cả hai, mặc dù biết một cô không cần gì nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải. Bởi vì người già thì hay sao? À, hay nhõng nhẽo, nói đúng sự thật ha. Tuổi thân. Mà tuổi thân là thường nó lây qua tuổi tỵ vậy đó. Đừng có nói chuyện gọi là vợ chồng hay là con cái, thầy trò cũng như vậy như thường. Thử bây giờ mà thầy mà quan tâm một người đệ tử mới nào một chút coi, đệ tử cũ buồn hơn. Nhiều khi mà nghĩ chưa sâu còn nói là lúc này có mới nói cũ. Thật sự ra cái đó nói để rồi chúng ta thấy rằng không có tội lỗi gì, nhưng mà tự chúng ta thấy được cái tâm hành biến hành ở cái tâm mà nó biến dạng trong cuộc sống của chúng ta chứ không có gì hết á. Nói để rồi chúng ta tự nhìn lại thấy ồ đúng ha, cuộc đời này nó là như vậy đó. Cho nên con cái mà nó buồn phiền mình khi mình quên nó, mình thờ ơ nó là chuyện bình thường. Xin thầy giảng cho Phật tử đã quy y phải có những lễ gì hay phải tụng kinh gì ở nhà? Lễ thì mình đi về chùa những cái dịp lễ, còn kinh thì mình cố gắng mình hành trì mình tụng mỗi ngày, bằng cách là mình lựa xin một quyển kinh Nhật tụng, rồi mình chọn những bài kinh nào mà mình thích ứng thời điểm thời gian của mình thì mình tụng, miễn sao mỗi ngày mình có tiếp xúc. Ví dụ như mình không có thời gian, mình lại Phật ba lại tụng một bài sám, rồi mình niệm Phật nghĩ cũng tốt. Nói chung là mỗi ngày phải có một chút đó. Nếu nhà con có nhiều kiến và gián, con có được dùng thuốc xịt gián không thầy? Muốn thì phải báo cho nó biết trước. You better move in 3 days. Nói tiếng Việt chưa đủ, nói tiếng Anh. Rồi họ đi tìm cái chúng trưởng con kiến, hỏi cái cell phone rồi có gì mình gửi cho họ cái notice. Ở xứ Mỹ mà lạng quạng là phải đi hearing á. Thưa đại chúng, là con vật á, thì nó cũng không khác con người. Nó cũng có đời sống giống con người mình vậy. Cho nên khi mình làm cái gì mình báo cho họ biết trước thì vẫn hay. Thí dụ như quý vị có kiến đó hay có gián á, trước khi quý vị đó, quý vị nói với họ đi: các vị Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, ở đây không phải là chỗ ở của quý vị. Quý vị từ đâu tới thì quý vị hãy đi ra bằng con đường đó. Tôi không muốn tổn hại đến quý vị, mà phải nói mà thật sự là mình gửi cái tình thương cho họ. Nó work đó. Có nhiều vị cho Pháp Hòa biết là nó work đó. I'm serious. Cha mẹ con mất vào ngày trùng, khi chôn thầy tụng có để 4 hũ ở 4 góc mã để ém. Vậy con hỏi, cho con hỏi, vậy phải làm sao để được đi đầu thai? Quý vị hiểu câu hỏi không? Có nhiều khi mình có người thân chết, đi lên ông thầy nói là chết nhằm ngày trùng. Rồi thì mình mới thỉnh ông thầy làm sao ém. Ông thầy mới làm 4 cái hũ gì không biết nữa, ém 4 góc. Rồi bây giờ vị Phật tử bây giờ đang lo là ém vậy rồi sao đi đầu thai. Bây giờ ngày trùng là cái gì? Ngày trùng là người ta quan niệm rằng trùng có nghĩa là mình chết nhằm trùng giờ,
trùng tháng, trùng ngày, trùng năm với cái tuổi người mất. Thí dụ như bây giờ nói tuổi Tỵ, tuổi Tỵ chết ngày Tỵ, năm Tỵ, tháng Tỵ và thậm chí giờ Tỵ, thì trường hợp đó người ta gọi là ngày trùng. Mà xin thưa là cho dù có ếm quý vị cũng đừng lo, tại vì không ai ở dưới, không ai ở dưới để mà chờ đi đầu thai gì đâu. Khi mình chôn cái xác á, là mình đã chôn cái thân tứ đại cát bụi, chứ mình không hề chôn cái gì dưới đó hết. Ông thầy ổng lấy bốn cái hũ đó cũng chẳng là hũ gì đâu, ổng làm cho mình yên tâm vậy thôi. Mà quý vị thấy không, mình yên tâm lúc đó là yên rồi, thầy ếm rồi. Nhưng bây giờ mình lại bất an tâm là không biết sao người đó đi. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái của mình là cứ nghe là sợ, rồi phải giải quyết liền, mà xong rồi thì lại sợ việc khác. Y chang cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mình tức giận một việc gì là mình đánh cái người đó, mình hành hung cái người đó. Nhưng mà sau khi mà thấy người đó nằm bất tỉnh rồi, phone, giờ tôi phải làm sao? Đó, thì ở đây cũng vậy thôi. Cho nên thưa quý vị là quý vị đừng có sợ gì hết. Không có ai ở dưới đó đâu, chờ đi đâu đầu thai đâu. Cái xác thân tứ đại của mình, sau khi mà nếu như trường hợp mà trùng như vậy đó, nếu mình lỡ đi, lỡ sợ trùng vậy đừng chôn, thiêu đi. Thiêu là bảo đảm nhất, bởi vì không có mồ mả gì là không sợ gì cả. Chôn chi rồi để cho ổng làm bốn hũ, ăn bốn hũ tiền đó. Ổng làm ổng tính tiền chứ ổng free đâu. Không, trả tiền để mua cái lo rồi bây giờ bắt đầu sợ nè. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Không có, nếu lỡ coi mà có trùng mà có sợ thì đem thiêu. Thiêu xong rồi thì không có chuyện gì hết. Thưa đại chúng, cái xác thân này khi mình chết rồi phải giải quyết. Mình đâu có thể mình để cho nó sình ương vậy được. Cho nên phải giải quyết. Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết một cái xác chết. Chôn xuống đất thì gọi là thổ tán, đem đi thiêu là hỏa tán, bỏ xuống nước là thủy tán, cho chim ăn là điểu tán, bỏ trên rừng cho nó tự rã là thi lâm tán. Bằng cách nào đó, một miếng rác trong nhà mình, một cái chai nước trong nhà mình là chai ni lông, nếu mình mà quan tâm tới môi trường thì bỏ recycle, không quan tâm gì hết dục đại vô thùng rác, nó ra cái bãi rác chính, người ta cũng kiếm người chuyển mấy cái đó qua recycle. Chuyện đó chuyện người ta, chuyện mình là bỏ rác. Xác thân tứ đại này một khi chết rồi không phải để dưới đó mà nó đi đâu cả. Đó là một cách giải quyết thôi, để đừng có hôi thôi, chứ không ai ở dưới đâu. Mà thậm chí bây giờ chẳng ếm chẳng gì hết, mà đặt cái cầu thang lên, mở cửa mã mời má lên, má có bước lên được đâu. Chôn tuốt ở dưới mà. Mà 7-9 cái nấc thang làm sao treo đeo leo lên được. Mà nếu mà thí dụ má mà có leo lên, dám đứng đó ngó không? Má có sao không má? Có dám đứng đó đâu. Chứ không hề có cái chuyện mở cửa mã. Không, đừng có sợ mấy chuyện đó. Hồi xưa mình không tu Phật, mình không hiểu đạo, mình cái gì mình cũng tin được hết. Những cái đó là tà kiến, mê tín, không phải của mình. Bây giờ mình hiểu rồi. Hồi xưa mình không hiểu thì mình làm vậy đó. Bây giờ mình hiểu rồi thì mình thấy mình tức cười. Hồi đó cái gì ai nói mình cũng nghe hết. Cục đá mà đi lượm về cũng để kêu ông tà được mà. Không thờ ông chánh, thờ ông tà. Cho nên Ấn Độ cái gốc cây họ cũng lại, cục gạch họ cũng lại. Cho nên ở bên Ấn Độ là trước khi Phật có mặt là đã có 99 thứ đạo, 99 đức tin, thêm Phật nữa là 100 đó. Giờ thầy hỏi Phật có làm gì mới không? Phật không làm cái gì mới hết. Phật chỉ là người nhặt những cái cũ đó, chuyển hóa thêm thắt, làm cho nó trong sáng hơn lên, chứ Phật không phải là người phát minh cái gì mới cả. Người ta cuộc đời vẫn là vô thường mà. Phật có nói hay không thì cuộc đời vẫn thay đổi. Rồi khi Phật giác ngộ, tỉnh giác ra đời là vô thường, Phật xác nhận và Phật chỉ cho chúng ta vô thường bằng cách nào. Mình không nhận, đời vẫn vô thường. Mình nhận, đời cũng vô thường. Nhưng mà tâm mình bây giờ ổn định hơn, thoải mái hơn khi nó vô thường. Vì có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết.
Mình không tin nhân quả, mình vẫn phải sống trong chu kỳ của nhân quả. Nhưng người tin nhân quả vẫn sống trong chu kỳ của nhân quả mà biết tạo nhân tốt để quả tốt nó tới. Hoặc là lỡ nhân quả nó tới, vẫn mở lòng chấp nhận vì biết nó là một phần của cuộc sống, không thể nào mình tránh được. Cái khác của người học Phật và người không học Phật chỗ đó. Vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà là về chôn cất rồi này không có sao hết. Rồi có nhiều khi mình đặt là chôn tốt hay thiêu tốt, cái nào rẻ là tốt à? Để cho những câu hỏi nó giống giống mà. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con, khi ngồi thiền con có thể trì chú đại bi không thầy? Vì niệm Phật hay theo dõi hơi thở con cũng bị phóng tâm. Hồi nãy mình trả lời, cái nào mà nó dụ mình ứng dụng được mà để mà mình điều phục cái tâm mình đều được hết. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Mà như đó là như gì? Như vậy mà làm. Cái gì nó phù hợp với mình là nó được thôi. Chánh niệm là gì? Chánh mạng là gì? Còn thiếu một chánh, chánh bên là gì? Là đệ tử của Phật, mình tu như thế nào để được được hai chánh niệm trên? Chánh mạng và chánh niệm á, nó nằm trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là 8 con đường mà tất cả Phật tử nào cũng phải học, phải tu để làm chuẩn mực cho cái đường tu mình. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh mạng là mình phải nuôi thân mạng mình chân chánh. Ví dụ như mình đi ăn cắp của người ta để nuôi mình là không phải chánh mạng. Mình lường gạt người ta để đem của cải về nuôi gia đình mình thì không phải là chánh mạng. Hãy nuôi thân mạng mình bằng những nghề nghiệp chân chánh, không tổn hại đến con người, loài vật, thiên nhiên thì gọi là chánh mạng. Mà hễ mà nuôi thân mình bằng cái chánh mạng đó thì rõ ràng là mình có chánh gì? Chánh nghiệp. Mình đâu có tạo nghiệp xấu. Mình tạo cái nghiệp tốt bằng cách là mình nuôi thân mạng mình bằng con đường chân chánh. Không lường gạt của ai để đem của về mình. Cho nên á, khổ tập diệt, khổ tập, thấy không? Khổ là một cái sự thật, tập là nguyên do của khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải làm gì? Phải tu bát chánh đạo. Phải thấy cho đúng trước khi mình nói, gọi là chánh kiến. Người mà thấy đúng là nghĩ đúng và nói đúng. Ba cái này là quý vị thấy nó điên bộ rồi đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gọi là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng là tạo nghiệp đúng, gọi là chánh nghiệp. Và người đó siêng năng truyền bá cái đúng gọi là chánh tinh tấn. Người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình uống nước, mình biết mình uống nước là chánh niệm. Mình ăn cơm, biết mình đang ăn cơm là chánh niệm. Mình bệnh, mình biết mình bệnh là chánh niệm. Mà thậm chí mình giận, mình nói người ta khác hỏi mình có giận không, mình cũng chánh niệm, dạ tôi đang giận. Nói vậy để chi? Để trước nhất là mình phải nhận rằng tôi đang giận, tôi đang buồn. Thì cái người kia thật sự thương mình, muốn trợ duyên cho mình thì không nói, không làm gì nữa hết. Vì biết mình đang giận, nói là mình thêm giận. Họ hỗ trợ mình bằng cách là giữ im lặng. Và khi chúng ta là người đương sự biết mình giận thì chúng ta sẽ cố gắng làm những gì để làm cho cơn giận mình nó giảm xuống. Chánh niệm là gì? Chánh là chơn, chánh là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ một cách sáng biết từng cái ý niệm của mình, từng cái việc làm của mình. Thí dụ như mình lên, mình tới nhà bạn mình chơi, mình cũng phải có chánh niệm tới nhà chơi. Mình phải có chánh niệm là mình tới, mình ở bao lâu, giờ nào mình nên về. Khuya quá mình chưa về mà mai người ta phải đi làm, thì mình nên từ giã mình đi về, gọi là chánh niệm giờ giấc. Chánh niệm ai cũng cần hết á, chứ không phải chỉ có người tu.
Cuộc sống mà có chánh niệm là hạnh phúc vô cùng. Lái xe mà có chánh niệm là ít khi nào bị phạt lắm. Lái xe mà không có chánh niệm là ăn tức kịch liền liền. Hỏi tức giận tức chi? Cái đó là mình donation. Giờ ký cái check tức quá, tức mình không chánh niệm, mình đã tăng trưởng, mình đã gấp rút, mình thế này thế kia. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện đó ở trên chùa Huệ Quang đó. Phật có trong xe không? Cho nên là thưa đại chúng, là Phật ở mười phương bốn hướng, chỗ nào không có Phật hết. Mà Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Cái câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật hay không? Phật chỗ nào tốt, thờ Phật hướng nào tốt, hướng nào cũng có Phật. Quan trọng anh đặt chỗ đó mà hàng ngày anh có hướng Phật không? Mặc dù anh đặt ngay cửa chánh này mà đi vô đi ra mỗi ngày anh không hề biết đây là bàn Phật, anh không xá không chào gì, thì hướng này cũng chẳng phải hướng của Phật. Phật hướng nào cũng được hết. Thậm chí giờ nhà mình không có chỗ để Phật xây vô cửa sau cũng được nữa. Phật không coi chừng giùm mình cửa trước thì look after cửa sau. Nhưng mà mình phải biết rằng hướng nào cũng có Phật. Mà câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật không? Như vậy thì mình làm sao để mình có được cái này? Quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm khi mình nghe, mình phải phân biệt, mình phải biết rõ rằng cái điều này người ta nói nó có đúng không? Hay là mình phải hỏi lại trước khi mình giận hay là mình phát biểu. Chánh niệm rất là cần. Làm sao để có chánh niệm? Tập sống mà mình chú tâm. Thí dụ như ăn cơm á, đừng có mở tivi. Ăn cơm đừng có để cái phone lát cái bấm cái, coi ai nhắn gì cái ăn tiếp. Rồi lỡ mà ta nhắn ta cái ton cái mở ra. Mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à. Nó lạ vậy, tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cái ngồi dậy liền, mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi, không trả lời trả giống gì hết. Mặc dù chuông này có giá trị hơn. Bởi hôm mấy ngày nay qua cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen. Đạo Hồi có A-la. Đạo Phật có A-di-đà. Mà đạo Mô-bô có A-lô. Mà cái đạo Mô-bô này chiếm tín đồ dữ lắm. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô, nó làm tín đồ của đạo Mô-bô nữa. Không có nhà nào mà không có cái A-lô. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất job, mất mối, A-lô. Chờ tôi một chút, tới kéo ghế trước đi, lát tôi tới sau. Cho nên là thưa đại chúng, là chánh niệm á, là mình ăn biết mình đang ăn. Cho nên giờ tập chánh niệm từ từ nè. Ăn đừng mở phone, đừng mở tivi, đừng đọc báo. Tập cho mình có 5 phút ăn cơm im lặng, để mình trải lòng với món ăn, vì món ăn đang có mặt cho mình. Cái người nấu rất là cực mà mình ăn mình không thưởng thức thì tội. Tội đây là tội cái người nấu, người ta để tâm mà mình không có lòng. Mình chỉ có bụng mà. Ăn non bụng mà chẳng thưởng thức gì hết. Cuộc sống rất nhiều những cái cần chúng ta thưởng thức mà chúng ta không thưởng thức gì hết. Đi làm về tối chiều rồi cũng là tỉa cây trồng trọt đủ thứ hết, hết sức rồi. Rồi lên ngủ, ngủ sáng mai đi làm tiếp. Rốt cuộc có trồng bông đầy vườn hết, hàng xóm ngắm không? Ồ, ai đi ngang cũng ngắm nhà mình đẹp không? Mà hỏi mình đâu có ngắm gì đâu. Bởi vì mình trồng mà hết, mình đi làm về là tối rồi, bắt đầu lo tưới, lo tỉa là mệt rồi, ngắm gì nữa. Rồi sáng mai đi thẳng ra xe đi làm thôi. Cho nên có một ngày nọ, mình đi ra cửa mình thấy rồi, sao bữa nay hoa nó đẹp lạ thường. Thật sự hoa ngày nào nó cũng đẹp rồi. Tại hôm nay mình có rảnh mình chánh niệm chút. Giống như nhà thơ Quách Thoại vậy đó. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông khen hoa thực dược. Bởi vì cái hoa thực dược nó vẫn đẹp như vậy mà ngày thường không có chánh niệm không thấy. Tự nhiên một ngày nay chánh niệm hùng hậu, nhìn hoa thực dược đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Bây giờ tôi có chánh niệm rồi, tôi lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Bây giờ thấy cái vảy của hoa, thấy cái ngất
cái lúc lắc của hoa, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, em đẹp quá, tôi sụp lại cúi đầu. Có chánh niệm là sẽ có chánh mạng, có chánh niệm là sẽ có chánh nghiệp, có chánh niệm là sẽ có chánh kiến. Cho nên chánh niệm là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa trong sự tu học. Mình phải có chánh niệm về giờ giấc tụng kinh, mình phải có chánh niệm về sức khỏe của mình, mình phải có chánh niệm về tất cả mọi công việc đời sống của mình, thì mọi việc nó sẽ diễn biến một cách tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng con đã đủ duyên để gặp được thầy. Không sao tả xiết niềm vui tột cùng này, gặp được thầy. Bao sự sân si trong lòng con đều tan biến và được thay vào đó sự bình an. Hạnh phúc quá. Thưa thầy, con quy y năm 16 tuổi, nhưng lúc đó con chưa hiểu hết ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Sau đó sư phụ con ở ẩn và bây giờ đã viên tịch. Con không có được cơ hội học hỏi Phật Pháp nhiều. Con kính xin thầy thay sư phụ con làm người thầy dìu dắt con được không ạ? Dạ được đấy ạ. Hân hạnh cho nhà cháu quá. Mình trong cuộc đời của mình, mình sẽ có rất nhiều những người thầy. Thầy quy y cho mình là thầy bổn sư. Thầy cạo tóc cho mình là thầy thế độ. Thầy dạy cho mình kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Thầy dạy cho mình luật giới trong đời tu của mình là thầy luật sư. Thế thì cuộc đời ta không phải chỉ một người thầy mà rất nhiều thầy. Bên cạnh đó, đi chung với hai người, ba người đi chung, mình và hai người bạn, trong ba người này thế nào sẽ có một người là thầy mình. Người xưa có câu đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi chắc là sẽ có người thầy mình. Đâu phải chỉ riêng là một vị đó phải giảng dạy cho mình cái gì. Nhiều khi một đứa con nít mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp Hòa ví dụ một cái em đó, nó hỏi bạn, nó hỏi chứ tại sao you phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the chicken, I cut the chicken head, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable. Ăn con gà, cắt cổ con gà, đầu con gà không mọc lại. Nhưng mà ăn cái rau, cắt cọng rau mọc lại, vì thế tôi ăn rau. Có bao giờ mình nghĩ nổi câu đó không? Trà mô Phật, vừa thoáng nghe em hát, tôi sụp lại cúi đầu. Kính bạch thầy, chồng con mất được 6 tháng, theo thói quen đi thưa về trình, vậy con có nên kêu như trước không? Cái này phải hỏi chú chứ cô hỏi Pháp Hòa sao Pháp Hòa biết. Ngày thường ý nó là lúc chồng còn sống đó, mỗi ngày đi thưa về trình với chồng, bây giờ chồng mất rồi mình có cần làm việc đó hay không? Tùy theo cái tâm niệm làm của mình. Ví dụ như bây giờ chú mất lâu rồi, nhưng mà cô vẫn làm như vậy cũng là một cái ý niệm tốt, là để nhắc nhở mình không đi xa hơn cái bổn phận của mình, cũng là một cái điều tốt thôi. Đừng có sợ là mình kêu vậy ổng ở đâu đó ổng ừ cái. Bây giờ mình, hoặc là mình đổi hướng cũng được. Hồi xưa mình đi thưa về trình với chồng, bây giờ chồng mất rồi mình đi thưa về trình với Phật. Quý vị thấy quý thầy, trước khi ra khỏi chùa, đi đâu xa tới xá Phật một cái, đi về xá Phật một cái, cũng hình thức đi thưa về trình. Pháp Hòa có một thầy quen,
Cái chùa thì cái Đức Quan Âm nằm bên hông, thì mỗi lần thầy đi ra là thấy xe đi ngang Đức Quan Âm. Mỗi lần thầy đi ngang thấy dừng lại, cái thấy quay cửa kính xuống, cái thấy xá Quan Âm cái. Rồi đi về cái thấy đậu xe thầy xá, cái con bữa qua ngồi chung cái thầy mới nói: "Tôi xá riết cái tôi quen rồi. Là tôi có cảm giác như là tôi thưa bà Quan Âm tôi đi." Thầy đùa thôi, nhưng mà ở đó là một cái ý niệm tốt. Phải không? Thành thử ra mình á, không hẳn là vấn đề đi thưa về trịnh đêm có là mình sợ sệt ai, nhưng mà đó là một cái tâm niệm là thiện lành. Mình đi thì mình thưa, mình về thì mình trịnh. Nhiều khi cha mẹ mình đi mình cũng thưa cũng trịnh, thì mình có chồng thì mình trịnh thưa với chồng, bây giờ không có mình trịnh thưa với Phật, mà bảo đảm trịnh thưa với Phật là khỏi thay đổi gì nữa hết, tại vì Phật ngồi đó forever. Thì mình thưa luôn cho nó tiện. Con nghe nói trì chú Đại Bi không được ăn tỏi, nếu ăn tỏi thì không linh, không linh nghiệm á. Con xin hỏi những tượng Đức Phật Thích Ca trên đầu Ngài là tóc hay nón? Ngày xưa Ngài đi giảng có cạo tóc không? Nếu mà là Phật Việt Nam á, thì có cạo tại vì có nón lá. Bây giờ mình giải quyết câu thứ nhất. Tụng chú Đại Bi không được ăn tỏi, vậy thì các chú khác được ăn đúng không? Thưa đại chúng, là cái nguyên thủy không ăn hành tỏi ngũ tân nó không có nằm trong cái nguyên thủy truyền thống của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực là ai cúng gì ăn nấy, đồng thời là người Ấn Độ họ ăn rất là nhiều cái gia vị. Thậm chí là củ hành trắng, một cái món đó thôi, củ hành trắng mà xào chung với cà ri là thành món ăn rồi đó. Thì cho nên cái vấn đề mà cử kiêng mấy cái này là chỉ là cái khởi điểm từ Trung Hoa, do các tổ Trung Quốc đề xướng, chứ nó không nằm trong nguyên thủy của Phật giáo. Và tại sao các ngài phải đề xướng cái chuyện không ăn tỏi? Là bởi vì theo kinh nghiệm của các ngài, hình như Pháp Hòa trả lời câu hỏi này rồi, đâu đây, cách đây mấy ngày đó. Theo kinh nghiệm của các ngài là mình ăn tỏi thì trong đó nó có cái chất kích thích nhiều, và đồng thời mình hôi. Phải không? Người mình hôi, bình thường là đã mồ hôi rồi. Có ai kêu mồ thơm đâu. Bình thường là đã mồ hôi rồi. Mà nếu mình ăn nhiều cái chất tỏi hành thì cái mồ hôi mình nó tăng trưởng, tức là double hôi. Mà nói theo dễ hiểu là double shot. Còn đi vô mua cà phê là cứ double double. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là ăn mà không trì được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói mà không có cho mình biết một cái gì đó thì mình không có thấy là cái sự quan trọng. Cho nên các tổ nói ăn tụng kinh không linh, chư thiên không dám tới gần. Thì thôi, bây giờ ở đây Pháp Hòa không có nói là nên hay không nên, nhưng mà nếu quý vị có ăn thì giảm chế, tại vì nó là chất nồng. Mà nếu có ăn để vì trị bệnh thì không sao. Ăn vì trị bệnh thì không sao. Hoặc là mình hoàn toàn không ăn, nhưng ở trong thức ăn, thí dụ như mình ăn pizza thì cái sauce nó có một chút, ăn không sao. Miễn là mình đừng có quá nhiều để rồi nó nồng hôi thì không nên thôi. Chứ còn thật sự nếu mà nói là ăn tỏi mà tụng Đại Bi không linh á, thì ăn thịt không lẽ linh? Bây giờ thịt với tỏi nào hơn? Tỏi chỉ là rau, thịt là sinh mạng. Mà nếu ăn tỏi không được tụng Đại Bi thì chẳng lẽ ăn gà được tụng Đại Bi? Phải không? Thành thử cái này nó chưa có ly lắm. Và cũng đừng nghĩ rằng ăn thịt là không được tụng kinh. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện ăn là chuyện mình bình thường trong cuộc sống, vì mình chưa phải là những người phát nguyện ăn chay trường. Mình là những người còn tu trong cái thời điểm ăn chay kỳ. Thì mình ăn chay kỳ là mình cứ ăn, còn mình tụng kinh mỗi ngày là cứ tụng. Chứ không phải vì cái chuyện mình ăn chay mới được tụng kinh, còn ăn mặn không được tụng kinh. Nếu mà như vậy thì chắc chắn rằng mình chẳng tu được mấy ngày cả. Tại có nhiều khi tháng có 2 ngày chay à. Vậy thì 28 ngày còn lại không tụng kinh sao?
Thật ra quý vị đừng có lầm cái chỗ đó. Ăn chỉ là cái chuyện ăn, không dính dáng gì chuyện tu. Nếu mà ăn chay trường mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày mà tham sân si chưa giảm thì nó cũng có lợi ích gì đâu, phải không? Nhưng mà thành thử ra cái vấn đề ở đây là mình tụng thì mình cứ tụng, còn cái ăn được hay không là tùy cơ thể của mình. Nếu mình ăn được thì mình ăn, ăn không được thì thôi. Mà ăn không được thì cũng chẳng chê cười gì người ta ăn. Mà nếu ai ăn thì nhớ là vì nó nồng và cái chất kích thích tố nó nặng, cho nên chúng ta tiết giảm thế thôi. Còn nói là tượng Phật quý vị thấy cục đen 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 vậy đó, cái đó là tóc của Phật. Ngày xưa khi Đức Phật tu á, Đức Phật vẫn cạo tóc như thường. Nhưng mà bởi vì khi người ta tạc tượng Phật á, thì người ta muốn nói lên đầy đủ cả 32 tướng của Phật. Nhưng mà làm sao diễn tả đủ hết 32 tướng trên một cái tượng quá hạn hẹp. Thì bây giờ những cái gì mà người ta có thể tạo lên cái đẹp của bức tượng thì người ta phải làm. Ví dụ cái gì thấy được, tóc có thể thấy được, lỗ tai thấy được, lỗ mũi thấy được, môi thấy được, cánh tay thì không được, tại vì trong kinh nó là cánh tay Phật dài, thì bây giờ cũng phải làm sao tương xứng chứ không lẽ Phật ngồi về rồi cái tay thòng xác ở đó. Rồi mình nói cái tượng kỳ. Trong kinh nó là Phật, cái tướng đẹp của Phật, một trong những tướng đẹp là Phật có 40 cái răng. Không lẽ bây giờ tạo một cái tượng Phật làm 40 cái răng cho Phật nhăn răng về mình đếm. Phải không? Thật ra cái tướng răng là không thể làm. Thì bây giờ chỉ có thể làm được cái tướng môi thôi. Tức là rồi trong kinh đó là Đức Phật là lòng bằng chân Phật là bằng, trừ trường hợp là khi nào người ta làm cái tượng ngồi xếp bằng mà có ló cái chân lên thì mới làm được một cái chân bằng. Tức là Phật có 32 tướng đẹp, thì người ta cố gắng người ta làm cái gì đẹp nhất trên có thể trên cơ thể, thì trong đó có cái tướng tóc. Tướng tóc của Phật là xoắn về bên tay phải. Chứ còn dĩ nhiên là lúc Phật tu là Phật cao đầu chứ. Nhưng mà bây giờ làm tượng Phật thì làm cái tướng phủi tóc đi nữa thì mình không nói lên được. Mình giảm đi một cái tướng đẹp của Phật. Cho nên người ta để tóc chứ chẳng phải là nón. Trong này hỏi gì? Tượng Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Dạ nếu có chỗ cạo thì ngài sẽ cạo. Không có thể nào mà Phật biểu các thầy cạo tóc mà ngài lại để tóc, đúng không? Thật ra ngài cũng cạo, mà chẳng những cạo tóc mà cạo luôn cả râu. Tu mi mà, tu là tóc, mi là râu. Cho nên trong cái bài kệ đó, thế trừ tu phát á, mình phủi cái tóc của mình. Kính thưa thầy, trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu con không hiểu. Cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật gì đó. Trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu không hiểu. Không phải một mình đạo hữu hỏi câu này không hiểu đâu, mà thầy cũng chẳng hiểu luôn. Bởi vì kinh Pháp Hoa là gì? Đại thừa vô lượng nghĩa. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn, ý nghĩa rất là sâu xa. Tụng kinh Pháp Hoa thì một là mình phải có thời gian nghiên cứu từng phẩm trong đó nói cái gì, nghĩa lý như thế nào. Còn nếu quý vị có hiểu là quý vị chỉ hiểu cái sự thôi, hoặc là cái lý có hiểu hiểu chút chút thôi, chứ chưa hoàn toàn nắm được cái lý sâu. Nhưng mà cứ tụng đi không sao, tụng cũng tốt. Rồi khi mình muốn tìm hiểu thì mình tìm những bài giảng về kinh Pháp Hoa. Còn cái câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đây là một cái bài hồi hướng nằm ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh kinh Hoa Nghiêm, rồi sau này các vị mới trích ra để vào cái quyển nghi thức cho mình. Ý muốn nói là mình nguyện khi mình mất đi, mình được sanh trong sen chính phẩm ở cõi cực lạc. Và lúc này mình không sanh theo cái kiểu thế gian là người phàm phu sanh ra mình như cha mẹ, mà mình sanh trong hoa sen. Cho nên gọi là hoa sen là cha mẹ của mình. Cái thời gian nó thấm thoát mau lắm. Mà chúng ta đã là những người Phật tử đã có một pháp môn cho chính mình,
thì chúng ta phải nắm pháp môn đó và vững chãi để tiến xa, để tu tập, để chuyển hóa đau khổ, chứ đừng để mất thì giờ để chúng ta ngồi đó luận tông này tông kia giữa tịnh độ với thiền. Trên này có câu hỏi đầu tiên, mà cái câu này á, nó giống như là một cái problem cho những người hành giả tu tập. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các em đó, cuộc đời này chúng ta đã rất nhiều học giả, diễn giả rồi, nhưng mà diễn giả hay học giả thì cũng số nào thôi, còn cái số lượng phần đông á là hành giả. Hành giả chiếm số lớn, còn học giả, diễn giả, thuyết trình viên vân vân là tạm một số nào thôi, để rồi cho người ta hiểu cái con đường, cái cách. Chứ đừng có bị những cái pháp môn nó làm khổ mình. Pháp môn là để cho mình tu để hết khổ, chứ không phải pháp môn để cho mình dính mắc vào đó, để rồi chúng ta ngồi đó luận, chỉ trích, phê bình. Nó không đúng với cái đường lối và cái mục đích của pháp môn. Chữ môn là gì? Là cánh cửa. Chữ pháp là con đường. Con đường dẫn mình vào cửa. Cửa này là cửa tu chứ không phải cửa tử. Mà cuối cùng chúng ta biến pháp môn, tức là cửa tu, thành cửa tử. Nghĩa là chúng ta để mất thì giờ quá nhiều để ngồi bài thiền đã xích, đã tịnh. Cái này là cái đau lòng, cái nhức nhối của Đức Phật. Đức Phật không hề chia pháp môn, chẳng qua là tùy phương tiện căn cơ của từng người mà Phật dạy tu. Thế rồi bây giờ chúng ta dính vào cái cách đó rồi chúng ta bài xích lẫn nhau hay là phiền muộn lẫn nhau là không đúng đâu. Nếu là Phật tử có tư tưởng đó thì hãy nên bỏ đi. Bỏ để làm gì? Bỏ để cho tâm mình an ổn, tĩnh lặng. Mà có tĩnh lặng là mình mới có nhẹ nhàng đi được. Còn không thì tu, càng tu thì pháp môn nó càng rỉ mình lại, gọi là tu rỉ. Và cuối cùng mình không đi đâu được, không có đi xa được trên con đường đạo. Pháp môn là để cho mình tu mà, đâu phải để cho mình dính. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi đây có 10 người bệnh, mà mỗi người bệnh mỗi kiểu. Người nhấc chân bị đau lưng, đưa cái thuốc đau nhức xương khớp. Người đau đầu cũng lại gọi là nhức, mà nhức đầu uống Tylenol. Người cũng đau mà đều đau bụng, uống cái khác. Người cũng đau mà đau tai, uống cái khác. Người cũng đau mà đau cổ họng, uống cái khác. Mình không thể lấy một viên Tylenol trị nhức đầu, đưa tất cả mọi người, bắt mọi người phải uống cùng một loại thuốc đó. Nhưng mà nếu như ai đau đầu uống Tylenol hết thì cũng nhớ là Tylenol chỉ là thuốc trị nhức đầu, chứ nó là phương tiện trị bệnh đau đầu, chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh, cái rốt ráo, cái tột cùng là cho chúng ta hết đau đầu. Vừa rồi ở bên Linh Quang cũng có một vị hỏi câu này, rồi sáng nay mới ngồi xuống thấy câu này nữa. Thì thưa đại chúng, là nếu đại chúng thật sự thương cho tự thân tâm mình muốn đi tu, tu đây là nghĩa là chuyển hóa đó, chứ không có gì đặc biệt đâu. Tu theo Phật tức là nhận pháp môn để chuyển hóa khổ đau chấp trước. Mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ gì? Cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi. Thí dụ Pháp Hòa chấp, Pháp Hòa là trụ trì, cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình, nó bộ không biết tôi là trụ trì hả? Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm mà hội trưởng của một cái hội gì đó, mà người đã vô hỏi chú có phải người làm ở đây không? Nói trời, bộ mặt tôi giống người làm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp, nói giám đốc cũng làm, phải không? Mà dám làm cũng làm, mà đốc hay suối gì cũng làm hết. Thì người ta hỏi mình có phải người làm ở đây không? Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ. Người chủ thì cũng vô đây làm, chứ không lẽ vô đây ngồi chơi.
Thành thử ra mình chấp cái chữ thì mình khổ theo cái chữ. Chấp là gì? Là dính vào đó. Thành thử ra cái khổ của con người á là không có gì hết, tại vì con người dính nhiều quá. Dính nhiều quá, thành thử dính đâu thì chúng ta khổ đó. Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không? Bây giờ đừng nói cái dính gì hết á. Bây giờ thí dụ cho mình thích mua sắm, thích đi shopping, mà bước vô shopping là đụng gì mình cũng dính hết. Thì mình khổ theo cái thích shopping. Rồi cái người, thí dụ một người con trai, một người đàn ông mà đào hoa thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa, tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó cũng thích mình. Phải suy nghĩ chữ, suy nghĩ cách nói. Thành thử ra đừng có bao giờ nói chữ đừng đây á, cũng khó. Mà chúng ta phải ráng làm sao là lỡ có chấp thì liền giật mình đang chấp đó. Như tự nhắc mình thôi. Hồi sáng Pháp Hòa đi trên xe thì Hòa nói với Phật tử, thật sự ra đó, tất cả chúng sanh ta còn đều là những người phàm phu sống trong đời này. Chúng ta không hết bệnh đâu. Bớt bệnh là mừng rồi. Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp. Người không cao đường thì người cao máu. Không cao máu thì cao mỡ. Không cao máu, cao đường, cao mỡ thì cũng phong thấp. Thấy không? Mà không phong thấp thì thấp khớp. Mỗi người có mỗi cái bệnh. Có hết bệnh đâu, nhưng mà có thuốc uống để nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy. Đừng có bắt ai phải hoàn toàn hết bệnh. Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh tơi bời hoa lá mà mình không biết. Cho nên á, có một câu chuyện thiền. Có cái chú nọ, chú đi ngang, chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt. Chú nói tu hành mà còn ăn mặn. Ông thầy ông nói có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. Thì thật sự thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng, mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình muốn chuyển hóa bản thân mình. Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước. Còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều, thì mình lại càng khổ đau. Cho nên pháp là con đường, môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như trăng kia đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mơ màng hay sáng vằn vặc, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ, hồ kia vẫn soi vằn vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì. Thành thử ra tất cả các pháp môn niệm Phật hay ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định. Mà định đâu không thấy, thấy loạn không. Nó trật đi cái mục đích của pháp tu. Mà chúng ta phụ lòng của Phật, mà chúng ta cứ nói đập Đức Thế Tôn, thưa Đức Từ Phụ. Không, bây giờ Từ Phụ đâu không thấy, mà mình thấy mình có phụ nữa đó. Mà phụ lòng, phụ lòng mong mỏi của Phật, phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình đã dày công nghiên cứu hướng dẫn cho mình tu. Mà rốt cuộc mình càng tu thì như ở tù. Thầy biểu đừng để dấu huyền, mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô, càng tu càng túng, càng tối tâm càng tồi túng, không có thoát được. Cho nên tất cả pháp môn như là thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Cho nên nhà Phật ta có câu: chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Quý vị có nhớ không? Đức Phật
từ cõi trời đâu xuất xuống cõi người. Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì Ngài sanh trong cõi người thì phải học tiếng nói của con người. Cái câu đó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm. Nó thông sâu lắm. Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ. Chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng mà đa số các em nó nói tiếng Anh rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó, để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp. Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật. Ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu. Lâu lâu ăn thôi. Mình qua nước Nhật, nếu mình biết tiếng Nhật mình cứ nói tiếng Nhật. Thật ra mình phải biết bệnh gì uống thuốc nấy. Và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương, thì nó trật đi cái bản hoài của Phật. Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao? Niết bàn ngay trong giây phút này. Niết bàn là gì? Là sự an lạc. Vậy thôi. Đừng chấp trước là có niết bàn à. Mà hãy mình chấp trước là nát bàn. Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là pháp môn nào cho đúng, pháp môn nào trị được bệnh. Người không tin đại thừa lại mang lòng phỉ báng, xin thầy cho bất cứ lời khuyên dạy. Và trước hết là đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi? Thời của Phật chẳng có thừa nào hết. Nhưng mà Phật á, tạm đặt ra ba thừa. Và cái mục đích của chữ thừa là gì? Để nói lên mọi căn cơ trình độ của mọi người. Thí dụ con nít, nó mới học có lớp 2, lớp 3 mình gọi là tiểu thừa, tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được. Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Giờ Phật dạy có ba thừa, mình tạo thêm thừa nữa. Giống như mình thông minh hơn Phật. Thưa đại chúng, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa chỉ là một cái ý niệm nói về căn cơ trình độ của mọi chúng sanh trong đời này. Mà Đức Phật ví dụ giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống. Cây nhỏ, cây trung và cây lớn, cây nào cũng được thấm nhuần cái nước hết và tùy theo cái sức hút của nó. Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều. Có đứa nó hiểu chút chút mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lại mình nói với cái đứa nhỏ không hiểu, nó anh khờ dại, vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà, tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được. Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa, mà tiểu thừa cũng không được phỉ báng đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ á, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật. Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ. Chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại. Thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa. Còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy. Thế thôi, cho nên nguyên thủy cũng không có. Ví dụ thôi, bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam, cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó. Đúng không? Rồi khách tới nhà cái rấy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam. Nhưng mà rồi thờ Phật thờ đồ theo kiểu Việt Nam. Bây giờ con cái mình nó lớn lên theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được. Mà nó nói má ơi, con chỉ thích xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ, con trưng ở phòng khách để mỗi ngày con nhìn Phật, để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con. Mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không? Mình thờ Phật theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam, còn nó là thờ Phật tại tâm. Nó thờ Phật, nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó do cái hoàn cảnh nó không cho phép. Chúng ta cũng không bài, mà chúng ta còn phải mừng
là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật. Cho nên chúng ta không có bài xích cái gì được hết á. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác. Thì Phật Pháp, bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định, mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói. Chứ không thể nào một khuôn một mẫu nó được. Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng 60 bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc, nó cố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không quyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ do đủ thứ kỳ thị phân biệt trong cuộc đời này rồi, mà chúng ta là người đệ tử của bậc giác ngộ mà còn kỳ thị phân biệt nữa, thì có phải chúng ta cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ. Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba loại. Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó. Cuộc đời này đã khổ rồi, cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu đó, ngồi tụng kinh bằng vậy là trật nha. Tụng kinh vậy phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sau chuỗi làm mình khổ. Cái sau chuỗi là để phương tiện để mình định cái tâm mình đừng có tán loạn. Mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc cũng mấy cái hột đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ không sao hết á, nó yên thân nó lắm. Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi cái tới đây say nghe, mà say nhiều khi nó chóng mặt, nó không chứng à. Đừng có như vậy là mình sẽ khổ. Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời, cái thân này vốn đã khổ rồi, có nó là khổ rồi. Sáng mà không xúc miệng coi biết tai. Ngủ dậy mà không rửa mặt coi, không rửa mũi coi, không rửa tay coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi. Thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi, rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là sao? Tức là khổ khổ là đã có thân có khổ rồi, còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ. Bây giờ nắm được số pháp môn rồi, bắt đầu vung khổ. Chuông phải thỉnh 3 tiếng. Dứt cái câu đó phải cái bon liền nghe không? Chứ không bon là Phật không biết. Phải cắm cây nhang, tới Phật phải thắp cây nhang nghe, để nói với Phật I am here. Còn thôi Phật không biết. Cho nên rồi tu càng khổ, càng tu càng khổ. Mà hỏi tu để làm gì? Tu để hết khổ. Mà tu riết nó không khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu riết khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét. Ai gặp mình cũng kêu tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bài bán cái gì hết. Cái gì mình không đồng tình im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không? Mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ghiền vậy. Mình không thích nó, mình thích nó, mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung quá, tại ai cũng dành. Còn mình không thích nó, mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy, mà càng như vậy là mình sẽ càng sai, đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài, tu quỷ mà không tới đâu hết, mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. Mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được, khi phiền não chưa vãng, thì mắc cái gì mà đợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây Phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan. Còn không nữa thì còn không nữa là cực khổ rồi cuối cùng khiêng về Tây Ninh. Chữ đại chữ tiểu ở đây chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho căn cơ.
chứ không có cái ý bài bán ai là ngu hay ai là khôn hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy, đây cái chuông này, cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia, mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì. Quý vị nhớ nha, chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì, chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mà ưu thiệt bự kêu là chuông đại hồng, còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên, nhưng mà nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ, tiểu chung. Cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó, đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trung chung. Hiểu ý không? Thành thử ra cái mà cho là tiểu á là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu là người ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ. Càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Nếu mà mình thỉnh một tượng Phật về mà dày sao lại Phật cho nổi. Đó, trời ơi con khổ, con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhăn quá. Mình đi tìm cái tượng Phật là muốn nhìn cái tượng Phật cho tươi, Phật cười cho đẹp. Phật bình lặng, tâm Phật bình lặng, ngồi yên bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng chỉ biết làm giàu chân thiện mỹ. Đó là chân, là nói chân. Bây giờ quý vị, cái đó bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó họ không phải cùng một đường hướng với mình, rỡ đó mình tiểu với đại với ai. Thành tử ra cứ hiểu như vậy để mình tu cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi, càng tu càng khô là tu trật rồi đó. Ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Bình thường không tu hành, đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy y nguyện về Tây Phương, hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được, nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không, nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng, Tây Ban Nha gì thì chắc có thể. Thưa đại chúng, như thế này, một người không tu, người không biết lái xe mà tối ngày cứ đi quá gian thì cái này là không chắc mà hên xui. Nhiều khi phone nhờ con người rảnh thì chở, không rảnh thì ở nhà. Còn nếu mà mình quá gian người ta, có thể người ta không cho mình đi được tới cái chỗ mình muốn, nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn. Rồi đứng đó chờ người quá gian đi tiếp, nó kêu là hitchhike. Đi tới đâu giơ tay cho quá gian. Mình tu thì nó tốt hơn là mình không tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa thèm cái đó, mà quý vị có ăn giùm thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tột cùng, thầy hả họng ra đút miếng à. Nhưng mà quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á, thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt. Đó, mình tâm mình nó phải có tu thì khi cái tu nó đến nó tương ứng. Cái này hôm nay Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó, mà nói nhiều mà hình như là cậu không đủ, tại vì xào tới xào lui cũng mì căng tàu hũ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, quý vị thuộc cái Hòa hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ Pháp Hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó. Cũng như vậy, nếu quý vị thuộc A-di-đà Phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
tâm mình có cái đó thì khi người ta tới, người ta hộ niệm, người ta giúp mình tương ưng, thì cái đó nó có sức mạnh, nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe cầm cái bánh lái, mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết thì đẩy cũng được mà nó nặng, có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ưng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt, mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới đáp theo được. Thí dụ quý vị tụng, quý vị thuộc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điện Dạ Tha, tụng chú vãng sanh mà, thì người ta tới người ta tụng cái đó mình nói không, tôi không có biết chú, tôi biết thím không à. Có thím không? Rồi ta nói già di nị già già na, cái chừng đó nói, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già di nị già già na, ta nói chỉ đa ta lệ ta bà ha, mà mình không nhớ, mình cứ thưa già di nị già già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Rồi ta tụng a di rị đô bà tì, nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong. Vậy thì mình tu, có tu nhờ, tu mướn gì được không? Mình không có tương ưng thì nó không có thể được. Phải hai cái nó phải tương đồng. Cho quý vị mới thấy nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Bây giờ cái câu nó tương đương. Như mái nhà vụn lợp, chữ thôi, mưa như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt. Tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác liền, mình phải có cái tương ưng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô trụ trì cũng có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy có 1 tiếng thôi nghe. Thầy vừa tham là ráng chịu á. Sau đây chúng câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng, không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi, không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật, không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới, không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới, không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình có nghĩa, có đối có đáp, có thủy có chung, có trước có sau, có nhân có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ.
không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình, nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này. Rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người, cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình hai lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, phải không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại, tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó, thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message: tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó, với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó. Bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó, nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta, cái người chết không để gì lại nữa, mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi, cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tim. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim, gan, phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu, quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0, từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về 0 còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Giờ trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có cuốn. Nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe, mà người chết nó đeo theo nó nghe, thì kinh này thiệt là kinh điển.
Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc, quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nó không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cái buồn hiu một mình. Dạ ai đây? Dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai mà bây giờ hỏi chứ tại sao mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa mình biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật là mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương. Vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình. Đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à. Lại theo kiểu Tây Tạng nữa. Mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết. Rồi xách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt ông dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy với Tây Tạng, người ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết á. Cho dù cái câu là
đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thủy. Vô thủy là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là phóng nghĩa, là Pháp Hòa bài xích gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định, quý vị giống như con nít nó nhỏ đó, giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không trộm cắp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi, Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng, cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì. Giết người đó hay là cả đại chúng. Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à. Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao em biết. Thưa đại chúng,
khi mà chúng ta sống á, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần, cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa, đưa chén chè mà không nước cốt dừa Huế này không chịu. Thế là mình người sống là mình thích làm sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết, để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt, để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy, để họ không có được dung dậy. Rồi cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi á, có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi chà lọ thiệt là đen lên mặt họ, để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi, đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói, hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương đâu nữa cả. Thưa đại chúng, là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đạo Pháp Hòa nói vậy là để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp, rồi nhét, rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la rồi ngọc quá, ngọc quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè người ta muốn chết gì không sợ người ta ngợp, không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi, mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói.
ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi, chứ không có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó trống trơn hết trơn á. Thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì dưới có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình. Cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng. Còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi cái chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi. Mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì. Chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy. Đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra. Chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ có. Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ. Mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết. Nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Và bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đối với, đến với quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về
dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu? Trụ trì là gì? Là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Má người ta vô ta nói trụ trì bê bội. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hàng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho thượng tọa nào chắc ghi lộn. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ đến Phật pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là làm sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi với nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng. Chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ, một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết. Cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi. Còn của người ta mình không nói người ta đúng người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là cái điều đó, đạo đó là không đúng. Không có. Cái đó không phải của mình. Mình cứ nói à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn. Hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa, càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu. Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sâu chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó, ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên, nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Nên hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập, và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng sau một ngày sinh hoạt coi như là 8 giờ sáng, bây giờ 8 giờ rưỡi rồi. Mười mấy tiếng đồng hồ rỉ rả
Mà thấy Pháp Hòa còn tỉnh không? Mà quý vị tỉnh nhưng mà tỉnh quéo. Phải kêu là tỉnh rủi. Lâu lâu gặp mẹ hỉ. Thì đại chúng, Pháp Hòa rất là vui mỗi lần về đây được bao nhiêu cái tình thương cũng như là sự chào đón của đại chúng. Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình nha, là để chúng ta còn gặp nhau mãi mãi ở trong cái đạo tình này. Ở đây có một anh ca sĩ Phật tử sẽ cúng dường đại chúng một vài bài hát cho vui. Mời đại chúng ngồi lại, chúng ta thưởng thức một vài bài hát trong cái chương trình sinh hoạt tối nay. A Di Đà Phật. Bây giờ xin quý vị dành những tình cảm yêu ái nhất, những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất để đến với giọng ca của đại giảng sư, nghệ sĩ, ca sĩ Thích Pháp Hòa. Mô Phật. Thưa đại chúng, là trước khi hát là phải nói một chuyện nữa. Thường thường là thầy đặt pháp danh cho Phật tử, phải không? Ảnh đi với thầy mấy ngày, ảnh đặt pháp danh thầy. Anh thấy là Phật tử muốn cái gì thầy cũng chiều. Anh nói thầy giờ là thích thì chiều à. Ở trên bàn có một cái câu viết là xin yêu cầu thầy hát bài Hoa Hồng Có Gai. Bây giờ trước khi mà quý vị nghe cái bài này thì quý vị tập cái câu hòa ở dưới nha. Một câu thôi. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. 2, 3. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Rồi, cái bài này á, là nó có một cái ý là khi mình đi hái hoa hồng thì mình phải tự biết hoa hồng sẽ có gai. Nếu mình sơ ý, mình bị gai xước, mình bị thương, không lẽ mình mắng nó, thì tốt nhất là mình nên trở về, mình chăm sóc băng bó vết thương của mình. Cũng như thế, trong cuộc đời này chúng ta tiếp xúc với bao nhiêu người xung quanh thì đôi lúc người ta cũng sẽ làm cho mình bị thương, bị tổn thương. Mình trách người ta thì khó, thôi trước hết mình hãy trở về, mình chăm sóc cho chính mình, như thế mới gọi là thương. Đó là cái bài hát, cái ý nó là như vậy. Sáng hôm qua em ra giường hái một cây hường, em vô ý bị gây hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ừa thế mới thiệt là thương, sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừa thế mới thiệt là thương, sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Cảm ơn quý vị. Quý vị thương, thương giỏi quá. Thôi bây giờ mời đại chúng nghe một bài vọng cổ. Mời đại chúng nghe bài Xuân Này Con Không Về. Chiều nay
biển liền trời cao mái đào đầy sân rẫy. Nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh vớt nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ. Chợt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con. Hay là anh không còn thương con thương má? Nè đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm. Nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời thương nhớ biết bao nhiêu. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắp diều khoe áo mới. Nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Đàn em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới. Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ trông chờ thằng con lưu đạt lạc kiếp long đông. Cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn. Thôi bây giờ quý vị muốn nghe cổ nhạc hay muốn nghe tân nhạc? Thôi bây giờ mình hát chung bài Em Chưa Từng Thấy Biển nha. Rồi. Hát chung đi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông.
biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, là hôm nay mình sinh hoạt đến đây coi như là tạm đủ. Cái gì mình ăn nhiều quá nó sẽ không có ngon. Hôm nay Pháp Hòa buổi sinh hoạt này là buổi cuối của chuyến đi Phật sự này. Một lần nữa xin được tri ơn quý sư cô đã tạo mọi điều kiện duyên lành cho chúng ta được gặp nhau trong buổi chiều này, và đến với tất cả mọi quý vị trong suốt 3 ngày sinh hoạt qua, hy vọng rằng chúng ta cũng được ít nhiều lợi lạc trong những ngày tu học vừa qua. Và đặc biệt tối hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ chia tay vào tối nay, để ngày mai Pháp Hòa cũng sẽ về lại Canada. Xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, tinh thần tu học, sở nguyện viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.